Chiều ngày 1 tháng 11, ông Lâm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng và bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại các điểm tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 tại tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Ốc Ong Bóc Đua Ghe Ngò Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 5 năm 2022. Theo đó, đoàn đã đi kiểm tra tại một số điểm như quảng trường Bạch Đằng, nơi diễn ra lễ khai mạc ngày hội và lễ hội, triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc tôn giáo ở cơ sở năm 2022, công viên 30 tháng 4, địa điểm tổ chức liên hoan ẩm thực đường phố Hương vị Sóc Trăng lần thứ 3 năm 2022 và trưng bày chế biến giới thiệu ẩm thực, khu vực trình diễn logo tiếp, thả đèn nước và phục dựng ghe cà hâu. Tiếp sau đó, đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại khán đài đua ghe ngò, nơi diễn ra giải đua ghe và bế mạc trao giải đua ghe ngò, kết hợp bế mạc tổng kết ngày hội và kiểm tra công tác tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền Sóc Trăng năm 2022 tại khu đô thị 5A. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công, khu vực đón tiếp và chỗ ngồi cho đại biểu tại khán đài đua ghe ngò, công tác trang trí, khu vực bố trí các gian hàng cho hội chợ, công tác vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra, lãnh đạo yêu cầu các đơn vị cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành sớm các công trình, phần việc để chuẩn bị sẵn sàng cho các sự kiện diễn ra tại ngày hội sắp tới. Thưa quý vị, chiều ngày 1 tháng 11, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ngành tỉnh đã đi kiểm tra công tác hậu cần khánh thiết chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 tại tỉnh Sóc Trăng và Lễ hội Ốc Ong Bóc Đua Ghe Ngò Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 5 năm 2022. Đoàn đã đến khảo sát tại sân khấu tổ chức lễ khai mạc tại công viên Bạch Đằng và khán đài Đua Ghe Ngò. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã báo cáo việc phát hành thư mời bố trí nơi ăn ở cho các đại biểu các tỉnh bạn. Về sân khấu, với 1.200 chỗ ngồi, dự kiến ngày 4 tháng 11 sẽ hoàn thành phần trang trí. Ngày 5 tháng 11 tiến hành duyệt chương trình tổng thể. Về khán đài đua ghe ngò, đoàn cũng xem xét phương án di chuyển, bố trí chỗ ngồi cho các đại biểu khách mời. Việc bố trí lực lượng đón tiếp khách mời, tổ chức tiệc chiêu đãi, y tế, an ninh cũng được thảo luận cụ thể. Ban dân tộc tỉnh cũng báo cáo về tổ chức bắt thăm thi đấu đối với 55 đội ghe tham dự, trong đó có 45 đội ghe nam, 10 đội ghe nữ và tiền thưởng giải đua ghe ngò. Dự kiến tổng giải thưởng là 1,3 tỷ đồng. Ông Dương Quốc Nam đề nghị các sở ngành liên quan rà soát lại công tác chuẩn bị, đảm bảo cho ngày hội và lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp. Chiều nay, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì cuộc họp thông qua kịch bản chi tiết chương trình khai mạc và bế mạc lễ hội Ốc Ong Bóc Đua Ghe Ngò Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 5 năm 2022. Cuộc họp đã tập trung cho ý kiến đối với phóng sự do Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng thực hiện sẽ được trình chiếu tại buổi khai mạc. Theo đó, các đại biểu đã góp ý các nội dung về câu từ và hình ảnh, nhất là các số liệu về đồng bào Khmer sinh sống ở khu vực Nam Bộ, số lượng đảng viên người Khmer trong tỉnh, chính sách tạo nguồn phát triển cán bộ người đồng bào dân tộc. Đồng thời bổ sung nội dung khẳng định đời sống vật chất tinh thần của đồng bào Khmer được nâng lên từ các chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số như chính sách giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã đóng góp cho việc sử dụng logo khai mạc, bế mạc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với nhau, tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh clip, kịch bản phục vụ lễ hội. Đồng thời lưu ý các đơn vị có liên quan cần đảm bảo mỹ quan trật tự khu vực khán đài đua ghe ngò, giúp đại biểu và bà con thuận lợi tham quan giải. Tối ngày 31 tháng 10, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Đoàn nghệ thuật Khmer Sóc Trăng tổ chức báo cáo phúc khảo chương trình dự thi liên quan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, trình diễn trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và diễn tấu nhạc ngũ âm. Dự xem có bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sóc Trăng xây dựng chương trình nghệ thuật dự thi với chủ đề Sóc Trăng âm vang ngày hội. Chương trình gồm các tiết mục Tê Vada, Chenam Thamay, diễn tấu nhạc ngũ âm, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, tiết mục A Dây, trình diễn trang phục, các tiết mục múa. Sau phần báo cáo phúc khảo, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến xoay quanh các vấn đề như cần chú ý chi tiết trang phục, nghi thức, cần chăm chút hơn cho từng tiết mục. Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao chương trình, đồng thời yêu cầu lưu ý hệ thống âm thanh, trang phục biểu diễn phải chỉnh chu, xử lý linh hoạt tình huống sân khấu, phải thể hiện được sự điêu luyện về nghệ thuật trình diễn.